Hello cả nhà. Chào các thánh. Chào các thánh nha. Hello, mọi người comment xem nhìn thấy mọi người đang ở đâu vậy? Hello các tình yêu. Cái gì? Chờ mãi mới có một. Ok là. Ok là. Còn ba ba. Kỳ là con ba ba. Trời thần thiên địa. Tôi đi về. Tôi mới đi ăn chè về. Mới đi ăn chè về mấy chị. Có tin gì của chị ruột chưa? Hello cả nhà. Hello các tình yêu giờ mới like. Ô lê, sorry cả nhà, mới 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 đi ăn chè. Để em lại mấy cái điện thoại em bị default, địt mẹ đi. Hàn Quốc về chuối default. Ấy. Buồn ngủ lắm mà phải ngồi live stream chửi vài câu đủ má chứ nó. Mấy bà thấy em, mấy bà comment một câu em xem nào. Mấy bà comment thấy em, thấy bà comment em câu coi xem nào. Chứ giờ em ngồi không để chúng nó ngồi chửi em. Em gì kiểu em bị con lỗi thời mấy bà. Đầu má chúng nó. Giữa ngân hà em biết đâu là. Dạo này Facebook mọi người đi ngủ sớm lắm. Mọi người đi ngủ sớm. Ok chưa? Thấy em chưa? Mọi người thấy em không? Mọi người comment câu thấy em cái nào? Ôi giời ơi.
Trời ơi, để em đi lấy hộp xoài em ăn cái nha mọi người. Chờ em xíu em lấy hộp xoài. Em lấy hộp xoài em ăn đấy mà em tám chuyện mọi người. Tám chuyện với mấy con tiểu tam cho mọi người nghe. Chào dân, dân nhạc Tây 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 Nguyên. Em nói cái mấy chị nghe, nhiều khi ấy, mình lâu lâu mình cũng ngứa mồm ngứa miệng đấy mấy chị. Chưa ngủ tết đi lê, vừa mới vô tình lên mạng đọc báo thấy em ca sĩ Tiểu Tam giật chồng lại ngồi khoe khổ. Tôi sợ mấy em giật chồng ngồi khoe khoe. Cay quá. Đã đi giật chồng á thì không có tư cách gì để thể hiện ha. Mấy cái con mà em thật ấy, mình ấy, thì mình không kỳ thị đâu mấy chị, mình không kỳ thị, nhưng mà mình chỉ có một lời khuyên nhé cho mấy chị ấy. Người ta bảo tém tém cái mồm lại, mình nên tém cái mồm lại, cái nết nó lại, các chị hiểu không? Nhiều khi người ta không ghét cay ghét đắng đâu, cũng chỉ vì cái nết thích thể hiện mình là mẹ thiên hạ má thiên nhiên nên mới bị ghét đấy, chứ thông thường người ta ít khi người ta ghét mấy cái, người ta ghét lâu lắm. Nghe lời ơi. Coi vô inbox coi liền ngay lập tức, vô Rồi inbox rồi inbox rồi, coi liền ngay lập tức. ok. Chờ em tí để em chốt chốt cái này với mấy bà cái. Để em ấy cái chia sẻ. Chờ em xíu nhá. Chốt để đi event của Nhật Kim Anh. Chờ em một giây. Lợi. Sao sao? Lấy con thỏ đi, lấy con thỏ cho em. Lấy cái mà quy một cái đen kim tuyến mà nào mà đổi đeo mặt nạ thỏ ha. Nó đẹp đó bà. Lấy cái đó cho em Đẹp. để em trang điểm đẹp. Tại vì hôm ấy duy anh. Eo nhiêu vậy? Cái eo nhiêu vậy? Cái eo bây giờ á, bây giờ em nghĩ là phải size size Xăm L. tan nó đến 10 hả? Xăm tan đến 10 Cái đoạn nhỏ nhất đó, cái đoạn eo nhỏ à? nhất. Nhỏ nhất. Cái đoạn eo nhỏ nhất em nghĩ là phải 72 chứ nhỉ? 72 74 nhỉ, không biết. Để hỏi thầy Bảy BT. hai đến tư hả? Nó nới ra được biết không? Là cái đó lưng thông hả? Còn dài thì dài cái tiếng lấp lánh luôn. Hay dài đen cũng được hả Trang? Hả? Cái gì? Cái dài thì mang dài đen cũng được. Cái đen Được. được rồi. Đẹp á. Lấy luôn cái bộ sớ không? Lấy bộ sớ giả đó không? Sớ giả là cái gì? Cái tóc giả lấy luôn thì Cái sớ mẹ giả tóc. giả Tóc giả tôi thế này sao? á. Ừ. Đúng rồi, làm cái con đó luôn. Được, Ok. làm im cho tôi để chiều mấy thằng Duy Anh nó À mới bây gấp. giờ là giữ, bây giờ giữ nguyên cái đó thì ngày 31 là hai đứa kết
Eo em 72A, em có Duy Anh rồi. Make up đẹp là Duy Anh làm cho em luôn. Dạ dạ, anh đem cái này về luôn. Ừ. Anh đang có bên chỗ làm đồ, anh đem về luôn anh giữ. Thì ngày mai có gì ship qua bên nhà em nha. Ừ. Là lấy nguyên bộ đó nha. Ừ. Đó, bên đây để người ta đi vô sổ đi, nó biết là chốt hàng cho bà đó. À, đi mẹ là ngày mùng 31 tôi mượn. Tại vì event của Nhật Kim Anh là ngày 31 thật. Ừ, sao mà bà muốn chụp hình nữa thì bà chụp đi, bà lại còn thấy đẹp đó. Nói chung ấy, nếu mà nó còn tí em 2 ngày em xé lồn ra đấy, bảo thế 31 mới mặc đấy. Ít mai ấy. Còn không ấy thì kêu nó mà cho đem 30 thì để đó, sáng 31. Hoặc là... Anh đem về rồi, tính cho em có 1 ngày. Và tôi nói rồi đó, địch mẹ và tính tới 2 ngày tôi xé lồn chấm com đấy. Bảo biết cái nick con chắc hàn địch mẹ đến tôi quán dọn đấy. Bộ này chưa ai mặc đó. Bộ này mới mai lên chưa ai mặc đó, tôi để cho bà mặc luôn đi. Rồi, make up để em gọi Duy Anh rồi nha. Tại vì make up đẹp nên cái em úp lên cái thôi. Ừ. Ừ. Make up đẹp xong rồi một lát chơi mình tháo cái kia ra được. Dạ ok mẹ. Nhưng mà tháo kia ra thì ghét cho ba lô cho bà, chứ không có đạn được má để em tức cho bà. Cái lồng què, cái mặt nạ tôi có xe hơi má mới bị điên à. Đi. Bà chơi cho say xỉn xong cái bà quăng đồ hết trơn đi. Ừ, ok mẹ, mẹ nội. Ừ, ok, ok tình yêu. Rồi, chốc đơn nha. Ừ. Rồi. Khổ lắm. Chờ em xíu nhé, để em gọi em make up. Trời ơi, em khổ lắm. Khổ lắm, make up đi. À, mẫu kính cận vuông á, cái này có màu nâu, màu xám và màu đen chị. Trời, các chị thông cảm cho em xíu nhé. Khổ lắm. Alo bà già. Bà nhớ nha bà già. Hôm nay make up đẹp thôi, thật đẹp, thật đẹp. Chị sẽ đeo mặt nạ. Đủ má, tao mặc cái bộ bộ cá tính lắm, yên tâm. Lồn. Ok, mà về chưa? Tao về hôm qua rồi, đi ơi. Ủa gì hả? Ừ. Ok, 31 đúng không? 31, ngày mai mình có làm ai không? Tại vì tao mới về, có mời tới event, tao ngại đi ghê vậy đó. Mai em có cắt xong rồi chiều đi tiệc. Đi đâu má, đi đâu? Đi tiệc của Trang nè. Có Trang Nemo á? Ừ. Thấy rồi, mày định hóa trang làm cái đồng què gì? Tụi em nó hóa trang gì đâu, đi làm bẵng chết mẹ, mặc bộ đồ đi bình thường thôi má ơi. Trời ơi, tao nói. Đồ má. Giải thưởng có bao tiền trời? Giải cũng được mấy triệu, mấy triệu mà nhiều giải lắm. Bảo nó cho tao cái giải 20 triệu qua tao đi coi. Tao chia cho mày 10 triệu, tao 10 triệu. Thế bộ đồ lồng lộn. Ồ hả? Ồ mẹ. Bữa 31 bà giải thành top đi. Ok. Ok. Không, chị gửi cho bộ đồ mà hôm ấy chị chuyển, chị biến đổi rồi đó. Nhóm đi, nhá, 1:30. Ok. Ok bạn ạ. Các chị thông cảm, em vừa mới... Còn Lý ơi, đáng lẽ ra là ta phải nhắn là cái tài khoản Vietcombank vì tài khoản SCB đang bị đóng băng. Nhưng thôi không sao, chuyển rồi không sao, không vấn đề nha. Tháng sau chuyển Vietcombank, trước khi chuyển phải hỏi chị thì chị gửi tiền tài khoản. Rồi. Rồi 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 rồi. Hello, hello, cả nhà còn đây không? Giờ đây này.
Sorry mọi người nha, tại vì vừa mới ngồi vừa mới điện thoại vụ kia. Rồi em ngồi em tâm sự mấy chị, em không buôn bán gì nha. Em mà không có buôn bán gì nha. Giờ này là không có buôn bán cái vùng què gì, vẫn chưa tìm được sợi dây chuyền. Vẫn đang không biết sợi dây chuyền đang nằm ở đâu ấy mà. Đời này á, hôm nay mới đọc báo. Mấy em giật chồng dạo này hay da rẻ quá mấy chị. Thời buổi này trà xanh tiểu tam á là hay da rẻ lắm. Trà xanh tiểu tam về ngang nhiên lắm các chị. Ra đều nhưng mọi người quên đi mọi người. Cứ nghĩ là thời gian sẽ làm cho người ta quên đi. Giống như em này. Thời gian đâu làm quên đi được. Mọi người làm sao quên được cái vụ em chửi nhau với công an vào đồn rồi bị tù án treo đâu mọi người. Đấy là một cái vết cả cuộc đời em không bao giờ xóa và cũng không muốn xóa. Nhưng mà mấy cái bà giật chồng á, hay ta rẻ quá à. Đi giật chồng á, đã đi giật chồng mà còn giật ông già ha, thì phải suy nghĩ cho thấu đáo mà. Hạn chế phát ngôn, hạn chế tự kiêu, hạn chế vỗ ngực sưng ngoài nha mấy chị nha. Nhiều chị á lên trên mạng á thể hiện thanh cao, đạo đức sáng ngời, đi chùa lạy Phật, tâm tịnh thành tâm, cộng với việc có một số chị ấy là cứ nghĩ là người ta không biết, thế là cứ hiển nhiên thể hiện mình là một đấng, gọi là một đấng cao cả, như kiểu thánh mẫu ấy. Đến khi mình người ta vén bức màn nhung á thì vịt vào cái cớ là yêu. Em nói với chị nghe nè, ông già mà yêu gái trẻ, nếu họ độc thân chẳng có gì lên án cả. Một ông già yêu một cô gái trẻ, hai người độc thân chẳng có gì đáng lên án cả. Bởi vì sao? Phụ nữ thì cần được dựa dẫm. Kể cả yêu nửa đi, 1/4 thì tôi yêu 1/4 cũng được. Mà sống cuộc sống ấm êm hạnh phúc đủ đầy cũng chả sao cả. Rồi trai trẻ yêu gái lớn tuổi mà là họ độc thân, họ đến với nhau cũng chẳng có gì để chúng ta phải dè bỉu dèm pha nhé. Bởi vì họ là độc thân. Mà độc thân thì tình yêu nó không có giới hạn. Nhưng khi mà mình là gái đi giật chồng thì cái giới hạn đó chính là mình đang xâm phạm vào quyền và lợi ích của người phụ nữ khác. Các chị hiểu không? Nên là mấy chị đã đi giật chồng thì mình không nên gọi là over mình lên quá. Chào Thị Thiên Phạm, chào em. Bởi vì nghe nó mùi lắm. Mình đừng để mình gọi là bị người ta bảo bị rau mùi. Em bán mắm tôm mà em có mùi mắm tôm thôi, chị em không có rau mùi kiểu đấy. Dăm ngày ba trận lại cứ tưởng là người ta quên đi cái vết giật chồng của mình, lại đi lên để thể hiện quan điểm cá nhân là tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, tôi tự chủ về tài chính kinh tế. U là trời. Đấy là xã hội người ta không biết thôi. Chứ cuộc đời ấy, vợ con người ta biết. Bạn bè của vợ con người ta biết. Nhá. Gia đình người thân của người ta biết. Mình bằng cách nào bòn rút tài sản. Mình bằng cách nào để có nhà, cửa, xe cộ. Mình bằng cách nào ép một thằng già về bỏ chồng, à bỏ vợ, bỏ con để cho mình để chia tài sản. Đấy. Nên rằng là ấy,
khi mình mà đi giật chồng á thì mình nên ấy là ngủ đông đi, vẫn kiếm sống, vẫn bán hàng, vẫn ok, không ai nói. Nhưng không, không được thể hiện. Không được thể hiện và tự cao tự đại. Là mình tự chủ kinh tế. Và mình không cần gì của người đàn ông đó cả. Bởi vì sự thật sau bức màn nhung là vợ con người ta đã mất mát những cái gì vào tay mình. Sự thật là mình đã làm cái gì để giật đi người đàn ông của một người phụ nữ khác và giật đi bố của những người con khác đó, đó mới là cái quan trọng nhé. Nên là mấy bé đi giật chồng á, thôi Facebook để chế độ thủ dâm mấy đứa chơi với nhau mà nói chuyện mà tung hô nhau. Đừng lên trên mạng ra giảng đạo đức nữa. Nghe nó tởm lắm. Sợ lắm. Sợ mấy cái chị mà cứ hay thể hiện quan điểm lắm. Em thật sự với chị em là cái con mồm chó vó ngựa nhé. Em là hay là cái tính em là nói thẳng ra nhé. Nên rằng là khi nào á mà em mà thấy là những cái chị mà đi giật chồng mà cứ lên bảo là tôi bây giờ là một người mẹ của ba đứa con, một mình tôi lo kinh tế cho ba con lo toàn đầy đủ. Xin lỗi đi. Nếu như ý, mà chị yêu thật sự, chị chẳng ép cái thằng đàn ông già xuống lỗ đến nơi rồi. Bỏ vợ bỏ con người ta để vợ vợ người ta phải gọi là bán thân bất toại được. Chị cũng chẳng ôm hai đứa con về nhà chồng chồng đéo đâu, cưới đéo đâu mà chồng. Về nhà cái thằng bố con chị để cho vợ người ta dãy đành đạch ngã ngửa ra nhà thờ họ đâu. Nên là thôi mấy chị ạ, à, mấy chị ấm êm, mấy chị giàu sang, mấy chị hưởng, mấy chị tự thủ dâm với nhau trong cái động giật chồng, mấy chị đừng có lên mạng, đừng lên báo chí khoe khoang làm cái gì, bởi vì nó thối như cất đấy, đéo ngửi được. Bởi vì những cái người ta biết rõ cái tẩy các chị ấy, người ta biết rõ cái tẩy các chị ấy, người ta khinh như mẻ tởm. Đi giật chồng một lúc nào cũng bảo mình thanh cao, tởm đéo đỡ nổi luôn. Cái xã hội này bây giờ ấy, chửi bậy như mình thì bảo bị vô học, đi giật chồng khóc than thì bảo là hoàn cảnh đáng thương, không biết đường nào mà lần như mấy chị. Các chị có comment không? Hay là nó bị ẩn comment rồi? Mấy bà comment không, hay là bị ẩn comment rồi? Chị xa ra vài nhá. Mua kính inbox em chị. Cái gì bà Hương Trần? Bà comment lêu lêu cái gì bà? Tôi nói chỉ có chuẩn thôi mấy chị. Tại sao có những người phụ nữ vận đen vận hạ trở thành người thứ ba mà lại được người ta thương? Có rất nhiều người phụ nữ nha, trong cuộc sống này vô tình trở thành người thứ ba lại được vợ cả người ta thương đấy các chị. Các chị tin không? Các chị có tin vào số phận của một số người phụ nữ là người thứ ba lại được vợ con của người tình của mình thương không? Các chị thấy trường hợp ấy chưa? Em thấy rồi. Em thấy rồi ạ. Nhân chứng sống. Em thấy rồi ạ. Em có một người bạn là con của một người phụ nữ, người thứ ba. Đến khi người bạn đấy 40 tuổi
mẹ người bạn đấy mất thì bạn ấy mới biết bố bạn đấy là ai. Rồi bố bạn đấy đem bạn đấy về gặp với vợ cả và các con. Thì bạn đấy được vợ cả và các con của vợ cả yêu thương hết mực. Vì suốt cả một quãng đường dài của cuộc đời đấy, người phụ nữ là mẹ của chị đó không lấy một đồng của người đàn ông đó, ngập đắng nuốt cay nuôi con một mình và dạt xứ đi rất xa, gọi là dạt quê dạt xứ bỏ đi rất xa. Chỉ đến khi gần lìa đất xa trời mới liên lạc với cái người đàn ông đó, nói rằng cuộc tình của chúng ta khi xưa có một đứa con. Và khi người đó, cái người mẹ của người bạn mình mất, người cha đến nhận con và đem con về với vợ cả và các em, cả các anh chị, thì mới nhận được sự yêu thương còn gấp vạn lần, vạn lần. Mặc dù hơi muộn màng, nhưng đó là một minh chứng cho việc gì? Một số người phụ nữ chẳng may xa cơ lỡ vận, không hề biết mình là người thứ ba. Và khi biết mình là người thứ ba, đã im lặng rời xa người đàn ông đó. Dám chơi, dám chịu, dám làm, dám chịu, dám dạng, dám nuôi. Đó, những người phụ nữ mà là người thứ ba trong sự vô tình, chẳng may họ trở thành người thứ ba thì người ta phải đầy tự trọng. Cái lúc yêu thì ai mà không say đắm và không đắm say đâu mấy chị. Quan trọng nha. Quan trọng là khi biết mình là người thứ ba thì mình phải hành xử như thế nào. Chứ như mấy chị đi giật chồng, ngay từ đầu biết mình là người thứ ba vẫn nhảy đong đỏng lên ghen với vợ lớn người ta, rồi đòi ghen với con người ta, rồi bắt người ta ly hôn để đến với mình. Mẹ ăn gì có con cúng ạ. Các chị thấy em nói có đúng không? Hay là các chị lại ôi ăn gì mà em chào thầy. Rồi ôi thầy ơi, alo thầy Trần Minh Hảo, kể chuyện mà tay móc mực lia lịa. Em chào chị Nguyễn Hạ Vi. Rồi quên, thầy Hảo ơi, cái bao thư cát xê của thầy em cầm vẫn ở trong vali, chưa trả thầy, mai em trả. Chị Hạ Vi gửi cát xê mà em quên chưa trả. Đầu xuân tháng mới. Em chào chị Hạ Vi. Chào Ngọc Mai. Trang ơi, có bán sách tay qua Mỹ không? Chị gọi hoài mà em không trả lời. Vâng, chị Vân Trinh bây giờ mới thấy comment. Trên YouTube giờ em mới thấy chị comment trời. Ngủ đâu mà ngủ chứ. Em đang kể câu chuyện một người bạn của em nói với thầy là em giảm cân mà móc mực lia lịa lại thầy. Thầy Hảo ơi, thầy ngủ đi, sang tháng thầy trò mình nói chuyện. Còn hai ngày nữa mai em đi gym, mốt em đi Halloween, thầy quên con học trò này đi. Mùng 1 tháng 11 thầy trò mình gặp nhau nhá. Thôi chị Hạ Vi ơi, mày ăn thấy giảm cân nhanh nhóm với cây em chứ, ai mà gầy như chị được. Chào O đi lên. Mà ngon quá biết sao rồi.
mực zin này áo của con mẹ Madame Hoàng. Cho ăn hết hộp này luôn đấy thầy ơi. Ăn lô hộp này. Mồm nhai chứ đúng rồi. Chắc do chị còn vay ông thầy Trần Minh Hảo bị vô á. Chào Đinh Thiện, chào con gái của mẹ. Ôi mẹ Trang ơi, phố Itaewon đang khủng bố quá trời người chết. Úi dồi ôi, A Di Đà Phật. Ôi hôm nay mơ gì Phật, hôm qua vừa ở Hàn Quốc về A Di Đà Phật. Ôi dồi ôi, A Di Đà Phật, đấy là cái phước cái đức của con. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Úi dồi ôi, Đinh Thiện ơi, mẹ con mình có phước quá. A Di Đà Phật, trời ơi, tối hôm kia vẫn còn ở phố Itaewon uống 16 chai soju. Úi dồi ôi, A Di Đà Phật, con đang mua gì Phật, con đang mua gì Phật. Úi dồi ôi, có gửi qua Mỹ chị Vân Trình, có gửi. Chị nhắn tin vào Zalo nhà em đi. Thầy Trần Minh Hảo comment một câu mà em muốn sặc tiếp. Cái mồm ngoài để nhai ra thì còn làm được cái gì khác nữa không trò? Dạ. Cái mồm em ngoài nhai, ngoài nhai mực ha, thì em còn chửi bới trên mạng xã hội, cằn nhằn nhân viên, live chi mà ngày thầy. Cái mỏ của em nó có nhiều công năng lắm thầy. Thầy đang cả khi em nè, 100 người chết ở phố Itaewon. A Di Đà Phật. Ui rồi ôi, tôi vừa ở Hàn Quốc tôi đi cái phố đấy về. Vừa hôm kia tôi đi Hàn Quốc tôi ở cái phố về A Di Đà Phật. Sang chấn tâm lý đấy mọi người. Uống ngay 2 viên Ginkgo bổ não. Làm máu lên não không lưu thông luôn mày. Thiên hiền phạt, tao sợ quá. Tình hình còn chết thêm thôi. A Di Đà Phật coi như là tự huyễn hoặc bản thân là sống có miếng phước. Ôi giời ơi cả nhà ơi. Em xin chia buồn với những người chết ở trong cái vụ gọi là gì? Cái vụ gì ở bên Hàn Quốc ở phố Itaewon hôm qua em vừa đi nhậu, hôm kia vừa đi nhậu. Giờ này của đêm hôm kia em vừa mới nhậu ở đúng cái phố Itaewon đấy luôn. Hôm qua là em bay về. Ôi giời ơi con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ nếu như ôi giời ơi A Di Đà Phật các chị ơi, cái mồm em bay đi nhậu. Trời ơi, cái mồm em may đi nhậu các chị ơi. Sao mà nếu như mà hôm qua em mà ở lại đến ngày 31, à đến ngày 30 bay về giống như 3 đứa, 4 đứa em đang ở lại, thì chắc là em cũng bị chen bẹp ruột. Cái gì thầy Trần Minh Hảo? Hên lắm nhân phẩm còn tốt lắm chứ không là đắp mộ mùa lá vàng. Thầy bất cả khi em đi nha thầy. Đấy, cái mỏ của em có 3 công năng. Một là chửi bậy, hai là uống rượu, ba là ăn nhậu. Cái công năng thứ tư thì em không có cơ hội sử dụng thưa thầy. Chào Say An. Mọi người ạ, cái công năng thứ tư thì em không có cơ hội sử dụng nhiều. Nên là em nghĩ rằng là nó sẽ không được liệt vào công năng cho bản thân em. Thầy ha. Thầy hay cà khịa lắm. Chị nhắn tin cả bao nhiêu lần mà không trả lời. Chị ơi, chị em nghĩ là chị không biết nhắn tin rồi. Chị Vân Trinh ạ, nhà em không bao giờ có chuyện không trả lời tin nhắn. Chị vui lòng nhắn tin vào fanpage Bún Đậu Cô Khàm. Các cụ gánh còng lưng. Thôi uống 2 viên Ginkgo bổ não. Sang chấn tâm lý, bị sang chấn tâm lý. U là trời. Mấy cái người nói một đường làm một nẻo, nói vậy còn chưa si nhê huống chi cà khịa cà khịa. Thầy ơi thầy quên em đi.
Mùng 1 tháng 11 thầy cho mình tập lại. Thầy nhé. Mùng 1 tháng 11 thầy cho mình tập lại. Ok là chưa? Chốt lịch nha thầy. Còn từ giờ ngày 31 thầy quên em đi thầy. Thầy hãy quên con học trò này đi. Thôi thì không ăn hộp này thì em ăn hộp này vậy. Chứ biết sao giờ. Mọi người có biết nguyên nhân của cái phố Itaewon đấy sao mà 100 người chết không trời? Uống bớt đó, uống thuốc đó vào bị bớt khùng không? À, sặc luôn thầy. Dạ thầy ơi, cái kinh cô bổ não này dành cho những người bị rối loạn tiền đình, hay đau đầu, hay đau phần ót này này, và ngủ không sâu giấc thầy. Thầy nhá, em không bị khùng uống cái thuốc này, mà là em bị đau đầu. Với cả cái này em uống cho mạch máu, khí huyết lưu thông, máu não lưu thông. Dạo này em bị xì chết đó thầy. Em bị xì chết đó thầy. Em bị tăng cân không kiểm soát, bị xì chết. Thầy đừng cà kia em. Em cũng khổ lắm rồi thầy ạ. À, tháng 11 là thầy cố cho em xuống 5 cân nha thầy. Thầy nghe không thầy ơi? Mọi người ạ. À, ngày 23 tháng 11 là công chiếu phim Hạnh Phúc Máu. Em cần mặc cái đầm bó đuôi cá dài 90 mét. Tưởng thuốc trị khùng không á thầy? Em nói thầy nghe này. Em là tôm sư trọng đạo. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Con người em là con người quý chữ tín, trọng chữ tình. Nên là dù có thầy có chửi em bị khùng, em cũng nhận luôn. Chứ còn bình thường ai chửi em khùng, em đá vỡ mồm. Đấy, thầy mà kêu trò bị khùng, uống thuốc bị khùng. Chị Vân Trịnh ơi, chị nhắn tin là pay bún đậu cô khàn dùm em. Chị Vân Trịnh ơi, thầy dạy giảm cân của mình đấy các bạn. Mai dậy phải uống viên bổ phổi. Ho mà long phổi luôn. Ho long phổi như mấy bà. Mai phải uống viên bổ phổi. Ho mà muốn gọi là muốn bay cái vú ra khỏi cái áo luôn. Ho mà cảm giác mà tung silicone ra. Sợ thật sự. Mà đã ho rồi còn hay uống nước đá. Các bà thấy tôi chưa? Chào Phước. Bao giờ mới lên Sài Gòn mày thả tim cái gì mà thả like cái gì? Không biết đang tính sáng mai ăn gì ta? Sáng mai ăn sáng ăn cái gì ta? Đang ngồi không nghĩ biết ăn cái gì. Trưa mai ăn gì ta? À trưa mai ăn lẩu kichi. Tối mai ăn gì ta? Tối 23 tháng 11 năm 2022 thầy ơi. Nên là từ mùng 1 tháng 11 thì em tháng này em quyết chí không đi du lịch. Thầy giáng thầy tập cho em xíu nha thầy. Bà về Việt Nam cái mũi bà hết ngạt rồi, đúng rồi, nó không lạnh quá là hết là ngạt em. Ê Thiên Hiền Phạm, 100 người chết ở phố Itaewon đấy là lý do vì sao mày? Em cũng nhiều chuyện lắm chị. Trời ơi, nghĩ đến cái đoạn mà em bợm nhậu mà em bị lạc trong cái dòng người Itaewon thì chắc em chết luôn mấy chị. Em uống đi say ngóc cần câu. Nghĩ sợ ha. Ôi dồi, vẫn chưa biết được lý do à mọi người. Có khi nào bị khủng bố không? Có khi nào khủng bố cướp bóc gì không trời?
Thôi thầy lên gặp Ngọc Hoàng đây bài trò. Vâng mời thầy. Thầy thăng hộ em cái thầy. Chúc thầy Halloween vui vẻ như thầy. Halloween mình đừng gặp nhau ở những quán nhậu như thầy. Thầy đi quán nhậu thầy lè lè em ra như thầy. Người trước ngã tới người đằng sau đè lên. Dẫm đạp tại Seoul, 3 người chết ít nhất, 3 người thiệt mạng. Hơn 100 người bị thương trong vụ dẫm đạp trong lễ hội tại phố Itaewon ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Chị mới rời, em mới rời khỏi đấy hôm qua về đấy chị Thúy Nga. Tối qua em vừa bay về xong. Tối hôm qua em vừa bay về xong. Chứ không bình thường em lịch của em là 3 đêm 30 mới bay về đấy. Lịch của em là 30 mới bay về mấy chị ạ? Đè lên nhau rồi chúng nó vẫn hát, vẫn hô hào hát to u rồi. Thế là 100 người bị thương có 3 người chết thôi đúng không? Khiếp quá, ghi 100 người chết em muốn chết đi sống lại. Cái gì chết hơn 100 mạng rồi? Thật không vậy trời? Mày có nắm đúng thông tin không đấy? Có đúng thông tin không đấy? Mày đọc tin Việt. Tao nghi em đọc tin Việt quá. Ê làm sao chuyện đi xem ca nhạc có thể đè với nhau chết được nhỉ? Có nhầm không trời? Trên mạng đắp chiếu, hàng loạt người ở đường. Chen nhau đến quán bar xem người nổi tiếng. Úi dồi ôi! Thần tượng K-pop sợ nhỉ? Em thương tâm quá mọi người ơi, A Di Đà Phật. Chắc giới trẻ phải không mọi người? Sợ quá mọi người ạ. Bà Simi Trần đang Hàn Quốc cái thông tin thế nào đấy? Bà có đi xem K-pop không vậy? Bà Simi Trần bà đang ở Seoul mà bà cập nhật tình hình coi xem nào. Hoang mang quá. Có bé chưa tuổi thành niên rồi, A Di Đà Phật. Nghe tin mà sợ nhỉ. Thôi mấy cái vụ mà idol ai biết tôi chịu. Tôi chịu. Idol tôi xem đĩa. Idol cứ ra sản phẩm tôi cày view trên đĩa. Trên YouTube. Dùng mình. Đúng cái phố mà em cũng đi chứ sợ thế không biết được. Choang váng. Nghĩ đến cảnh đấy muốn chết đi sống lại.
đi rửa mặt đánh răng với chị ạ. Sợ toang. Bây giờ mấy bà tiểu tam kinh lắm với chị. Mấy bà tiểu tam bây giờ như kiểu là mẹ thiên hạ. Em chưa bao giờ mà em mong muốn là gọi là ra mấy cái luật gọi là cho mấy đứa tiểu tam đi tù thôi. Dẫn đến gia đình người ta gọi là ly hôn ly tán cho chúng đi tù chứ không chịu. Mấy bà không thể nào. Tiểu tam bây giờ cho đi tù là đẹp nhất. Mấy bà công nhận không? Bây giờ luật Việt Nam mình ấy, mà mấy bà tiểu tam nói riêng là phải cho đi tù. Còn mấy bà tiểu tam showbiz là phải cho biết. Thì may ra cuộc sống nó mới gọi là nó gọi là có tí gọi là niềm tin. Mấy bà tiểu tam bây giờ như mẹ thiên hạ. Vì em vẫn mãi là người đến sau, vẫn mang trong mình 1000 nỗi đau. Đấy, về Việt Nam sửa sức rửa mặt này, nó đang bị có da chết. Vì em vẫn mãi là người đến sau, vẫn mang trong mình 1000 nỗi đau. Bài của bác đây đúng không mấy bà? Người anh đã từng hôm qua, coi bài của bác đây không trời? Sữa rửa mặt rau củ này 515.000. Bôi lên mặt này cho nó thấm vào những cái thớ da chết. Chào Doãn Yến nhá. Lâu lắm rồi không mang theo hộp mà bột đánh răng. Nhớ đây là mướt. Bồi đường găng nó có cái múc vứt mãi rồi. Nhớ đây là mướt. Sáng mai dùng nốt. Bôi sữa rửa mặt lên mặt để 2 đến 3 phút cho nó đẩy những cái mụn cám cắt bã nhờn dưới da. Sau đó dùng da mắt, dùng tay mát xa rửa mặt hoặc dùng máy rửa mặt nhé mọi người.
sáng mai đi đây thầy chết, để chết mặt mà không tối nay thầy cũng được. Tại vì mấy hôm ở bên Hàn Quốc ấy, nó lạnh quá ấy. Nó làm cho cái da của mình bị bong chóc nha mọi người. Hôm bên Hàn Quốc cái da nó bong từng mảng, sợ thật. Bây dùng tẩy ra chết mặt. Trời thần thiên địa. Lâu quá chứ dùng tẩy ra chết mặt hôm nay phải tẩy. Tại vì biết sao không? Cả mười mấy ngày nay đi Hà Nội xong đi Hàn Quốc không mang theo lọ này. Dã man thật sự luôn. Người ta phải tẩy ra chết thì cái da mặt nó mới đẹp được. Trời ơi, mụn cám đầu đen mà da chết nhiều khủng khiếp luôn. Mà sao bên Hàn chả chạy ra mua cái chai này về xài. Hai cái cánh mũi này nhiều lắm mọi người. Cái chai tẩy đã chết là 530.000. Trời ơi, hai cái cánh mũi này nó nhiều. Cái lông mày nó nhiều, cái cạnh môi nhiều. Đó, tẩy ra chết đó. Tại vì là ở bên Hàn Quốc nó lạnh, xong đi Hà Nội cũng Hà Nội mù căng trải, Tà Xùa cũng đi 10 ngày, với 5 ngày, 4 ngày Hàn Quốc là 14 ngày. Trời ơi, da chết này nhiều, không quên có mang hộp để mới sợ chứ. Trời ơi, mùa đông nhá, ngoài Hà Nội ấy, những cái người nào mà cái da mà bị da chết sần sần ấy, với mụn cám ấy, mọi người nghĩ là, tại vì bình thường mùa hè đúng không? Mọi người hay tiện tay hất nước lên mặt, rửa mặt sơ qua nó sạch. Nhưng mùa đông mọi người rất lười vì nó lạnh. Nên là những cái cặn bã nhờn trên da nó dính vào da. Sau đó nó đẩy cái mụn cám lên rồi chứ là người càng lắm. Phải mua cái chai tẩy da chết mặt này về. Rồi môi cũng bị da chết nhiều quá trời nhiều luôn. Đó. Cái động tác mà như này mọi người là làm cho cái mũi nhỏ lại nhé. Mọi người chịu khó mà hàng ngày ấy rửa mặt, mọi người không cần tẩy da chết, mọi người rửa mặt mọi người cũng vuốt như mình này. Đó, mọi người làm được đăng như em đang làm rồi này. Là cái ngoặc ở bên hai cái má này là không có đâu mọi người. Mọi người nhìn em làm nhé. Đấy, hai ngón này hoặc hai ngón này đều được. Hai ngón này thì lực có nhẹ hơn. Mọi người chịu khó mắc xa như này này. Em hứa mọi người luôn. Hai, mọi người không có ngoặc dâu đâu. Thế em cười thì ngoặc dâu. Đấy, hơi nhăn nhăn tí thôi. Nhưng mà chịu khó. Cười này. Cười lên nó xa nhé. Đó. Hàng ngày mọi người rửa mặt thế này nhé. Mắt này. Cái động tác này này. Ngày xưa mũi em nó loe. Nhưng mà sau này ấy mọi người, em vuốt cái này, cái mũi nó gọn lại đấy mọi người. Mọi người không tin sợ. Trang trần người mẫu 208. Cái mũi em nó như vậy đấy, nó loe ra. Càng ngày em càng massage giống như cái tác động lực của mình ấy, nó gom gọn cái mũi lại. Cái này nói thật đấy. Em chưa có làm mặt, em chưa có làm gì nhá. Em làm ba cái răng giả thôi. Chứ còn mặt mũi em không có làm. Ngày xưa chị tiêm filler hay gì đấy, botox gì đấy, uống bia nó bay mẹ hết rồi. Người ta bảo là uống tiêm filler botox là không được uống bia. Em uống mẹ luôn.
Tẩy da chết này 530.000 dùng cho cả mặt lẫn môi. Sạch lắm. Ngon lành kình nào. Chờ em xíu nha. Vẫn mất cái dây chuyền, không biết nào mà lần. Toner. Cái chai toner này cân bằng độ ẩm cho da. Em hay dùng thế này mọi người. Đó. Toner là cân bằng độ ẩm và se khít lỗ chân lông. Mọi người dùng toner ấy là se khít lỗ chân lông nhé. Rửa mặt xong này. Đó. Se khít lỗ chân lông. Mọi người bôi đến khi nào mọi người cảm thấy nó thấm vào da rồi. Nó man mát, nó thấm vào da để mặt sát này. Đó. Chị Vân Trần ơi, nhiều khi chị cứ bảo là chị nhắn tin cho nhà em không nhận được tin nhắn đâu. Em bán hàng mà, em cần khách bán hàng mà. Chứ làm gì có chuyện chị nhắn tin mà chị bảo là chị nhắn tin bao nhiêu lần mà bên em không trả lời, không có. Nhà ai thì em không biết, chứ riêng nhà em là không bao giờ có chuyện mà khách nhắn tin mua hàng mà không trả lời. Đó. Đấy, đi đâu mang theo bộ dưỡng da này. Đấy, dùng kem dưỡng này, serum này, bộ cọ make up này, vứt đây. Toner xong nhá, là sẽ dùng đến serum. Đó. Nó cùng một bộ nhá, toner 620.000. Chai toner là 620.000 nha mọi người. Chai toner Sirentoc cân bằng độ pH, se khít lỗ chân lông nha. Là 620.000, đó. Còn chai serum này đó, 850.000. Đó. Sau đó bôi kem dưỡng. Mọi người bôi serum đến khi mà thấy nó thấm thấm rồi ấy. Mọi người bôi kem dưỡng nha. Ui. Ừ.
Sáng mai đưa con đi học luôn mọi người. Bé tài xế mới của em lại bảo không làm thứ bảy chủ nhật. Ai tài xế nhà em mà bảo không làm thứ bảy chủ nhật thì căng rồi. Bạn ấy muốn ở với vợ chủ nhật, vợ thứ bảy chủ nhật vợ bạn ấy được nghỉ làm nên bạn ấy muốn ở với vợ. Cảnh này mình phải tìm tài xế khác rồi. Tại vì thực tế là cái lượng công việc nhà em nó không nhiều, nhưng mà em cần ấn định cái người làm việc mà gọi là làm nằm vùng á. Đó. Bây giờ bạn như vậy thì mình những lúc mình đi, những lúc mà mình đi du lịch ấy, thì mình lại không biết làm sao mà để mà có người chăm con mình được, mình là phải đi nhờ vả, bất tiện lắm. Cái này là cây lăn chị nhăn thâm mắt 680.000. Đó. Giữ cái mỏ. Rồi đi ngủ. Mai phải đưa con đi học. Môi luôn mềm và hồng dùng cái này nhé. Em đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon đi. Mai em phải đưa con đi học. Tí bôi kem dưỡng cổ nữa mọi người. Tí thay đồ dưỡng thể rồi. Đang mặc áo ngực nên là không cởi ra được. Dưỡng thể này, đó, tí về dưỡng thể. Đó. Đúng rồi, bắt đầu vào kế hoạch dưỡng thể để mà 20 ngày nữa nó trắng. Cái mặt đang rất trắng nhưng mà cái người rất đen. Nha, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Thank you mọi người.